Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 14 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và đặc biệt hãy comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 14 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ Chu Thi Văn mở phong lôi song chí ra, tránh chỗ xa nhìn xung quanh, cũng không có lập tức rời đến. Đến lúc nhìn thấy Diệp Húc một mình chống lại công kích của ba người, trong lòng không khỏi hoảng sợ vạn phần, hắn thầm nói: Thiếu Bảo cũng thật quá mạnh rồi, nói không chừng hắn thật sự có thể làm thịt được ba tên kiêu ngạo kia, nếu như xử lý xong cũng khỏi cần trở về tìm cứu viện nữa rồi. Đợi đến khi người trung niên áo đen tế khởi vu binh, Chu Thi Văn gần như là thất thanh kinh hô. Cố Nguyên Kỳ, y không nghĩ tới người trung niên kia lại là một cao thủ Cố Nguyên Kỳ. Cố Nguyên Kỳ vô sĩ, nguyên khí hùng mạnh, có thể ngự vật, nguyên khí rót vào trong vũ binh sắc bén vô cùng, không có thứ gì là không phá nổi. So với nguyên khí hóa hình của Bùi Nguyên Kỳ tu sĩ lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Mà thanh quỷ đầu đao của người trung niên áo đen kia hiển nhiên là một kiện vũ binh, không phải là vũ khí thế tục bình thường. Vũ binh và vũ khí thế tục khác nhau rõ ràng. Khi tế luyện, nguyên thần không thể tiến vào trong vũ khí bình thường, chỉ có vũ khí luyện chế bằng tài liệu vu bảo mới có thể có khả năng ký thác nguyên thần, phát huy ra uy lực càng mạnh. Diệp gia luyện bảo trên danh nghĩa là đúc luyện vu bảo, nhưng vu bảo có nhiều chủng loại, cần tài liệu cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, dù cho có đủ tài liệu rồi cũng cần những cao thủ tam chân cảnh trở lên tế luyện ngày đêm không ngừng, còn chưa chắc có thể thành công, hao tốn đại lượng nhân lực vật lực, không bằng vu binh thực dụng hơn nhiều. Cho dù có thể luyện thành một kiện vu bảo, để thôi động vu bảo cũng cần vu sĩ có tu vi từ tam chân cảnh trở lên mới có thể phát huy uy năng của nó. Ở trong thành Liễu Châu, người có thể tu luyện đến cảnh giới này, phượng mao sừng lân, ít lại càng ít. Bởi vậy vu sĩ luyện bảo rất ít đúc luyện vu bảo, thường thường lựa chọn chế tạo vu binh, vừa kinh tế lại vừa thực dụng. Chủy thủ của Chu Thi Văn cũng là một kiện vu binh, tuy rằng nó hơi nhỏ nhưng trọng lượng lại kinh người, chừng hơn 200 cân. Quỷ đầu đao của người trung niên áo đen Loan Sư Bình kia, trọng lượng chỉ sợ lại càng thêm kinh người hơn, không dưới ngàn cân, không tu luyện đến Cố Nguyên Kỳ thì đừng mong tế khởi được nó. Lần này Thiếu Bảo gặp nguy hiểm rồi, chỉ sợ không đợi cứu binh đến hắn đã đi đời nhà ma rồi. Chu Thế Văn trong mắt lóe tinh quang, Cố Nguyên Kỳ vũ sĩ tế khởi vũ binh có thể giết người trong vòng 100 bước, y mặc dù tu luyện phong lôi song xí cũng không an toàn, rất có khả năng sẽ bị một đao tế khởi phách sát lên cao. Lúc này liền tính toán lập tức rời đi. Chẳng ngờ hắn còn chưa rời đi liền thấy Diệp Húc tay trái long chảo, tay phải đầu rồng, vậy mà cũng cố gắng ngạnh kháng lại quỷ đầu đao của kẻ trung niên áo đen kia. Cái tên Thiếu Bảo này điên rồi sao? Chu Thi Văn nhịn không nổi thất thanh hô lên. Đầu rồng cùng long chảo đều vỡ tan ra, lúc này vô cùng cấp bách, mà Diệp Húc lại bất động, đột nhiên tới khởi ngọc lâu. Một quầng sáng trắng từ bên bệ ngọc lâu hạ xuống, giống như một cái chuông thật lớn bao phủ lấy toàn thân của hắn. Ầm một tiếng, quỷ đầu đao bổ vào trên lồng nguyên khí, gợn sóng nổi lên, lồng nguyên khí vỡ tan. Nguyên khí của hắn so với người trung niên áo đen kia vẫn yếu kém hơn rất nhiều, không cách nào ngăn cản được vu binh cường công. Tuy nhiên uy thế một đao này của Loan Sư Bình cũng bởi vậy mà bị giảm đi. Hai tên thiếu gia Loan gia của Việt Châu kia thấy thế mừng rỡ. Loan Lương Phương la lớn: Loan giáo đầu, mau mau giết nó đi, vừa nãy cái thằng nhóc đó làm cho thiếu gia ta sợ suýt nữa tè ra quần đây này. Còn tên Loan Lương Ngọc kia cũng lại kêu: Đừng vội giết hắn, bắt hắn lại rồi tra khảo hắn xem cái lồng kia là làm như thế nào. Lão quỷ kia cũng không thể bỏ qua được,
Cái thằng cha vừa già vừa xấu, bộ dạng xấu như thế cũng đừng có đi ra ngoài dọa người chứ. Hai vị thiếu gia, không cần nhiều lời, Đoàn Mỗ đều đã có quyết định, quyết sẽ không làm cho tiểu tử này cùng lão xấu quỷ kia chạy mất được đâu. Loan Sư Bình khẽ mỉm cười, thần định khí nhàn mà nói: vừa già vừa xấu sao, ông ở đây gọi là chín chắn. Chu Thế Văn cũng nhất thời không chịu được kẻ khác bình phẩm dung mạo của y, tức giận tới thất khiếu đều phun khói, lập tức đáp xuống, hướng hai tên thiếu gia Loan gia kia phóng tới. Phong Lôi Song Xí từ phía sau lần lượt khất về phía trước, nhe răng cười gằn nói: này, hai tên đồ nào kia, làm thịt các ngươi trước vậy? Ồ, lão xấu quỷ này không ngờ lại dám động thủ với chúng ta sao, thật sự là chán sống đây mà. Loan Lương Phương, Loan Lương Ngọc cười lạnh, một tên xuất Tuyết Tiến Phi Hồng, một tên dùng Hổ Khiếu Quyết, Tả Hữu Giáp Công, ba loại vu pháp đụng tại một chỗ. Phong Lôi Song Xí nhất thời không địch lại được, ầm ầm vỡ tan, nguyên khí tản ra mọi nơi. Trong tay của Chu Thế Văn đột nhiên có thêm một thanh chủy thủ, dễ dàng bổ Tuyết Tiến ra. Hắn cười một tiếng, chém tới cổ tay phải của Loan Lương Phương. Thanh chủy thủ trong tay của hắn cũng là vô binh, sở trường cắt đứt nguyên khí, đối mặt một cái liền là một tên bị thương. Hổ Khiếu Khuyết của Loan Lương Ngọc lại nổ ở trên người của hắn, đánh hắn bay ra mấy trượng, miệng hộc máu. Lấy thương đổi thương, Chu Thế Văn dường như không biết mình bị thương, điên cuồng hét lên một tiếng, lại vặn người nhào lên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn, râu cái nón giận dựng lên thế như hổ điên. Loan Lương Phương và Loan Lương Ngọc sợ tới mức vội vàng tránh né. Bọn chúng tránh né một cái liền bị khí thế của Chu Thế Văn ngăn chặn, rơi xuống hạ phong. Diệp Húc và Chu Thế Văn đã từng giao thủ, biết rõ kẻ này chỉ cần động thủ thì giống như là không muốn sống nữa, vứt bỏ phòng thủ, thế công vô cùng vô tận, muốn đánh đến khi đối phương chết mới thôi. Gần như trong cùng một thời gian, Diệp Húc cũng không hề nháy mắt một chút nào, bàn tay to, khô, gầy chộp tới quỷ đầu đao. Loan Sư Bình cười lạnh một tiếng: tự tạo nghiệt, không thể sống được, xem ta chặt đứt tay ngươi như thế nào đi. Một đao đánh xuống, Diệp Húc thân mình cũng không nhúc nhích chút nào, tay phải hoàn toàn kẹp ở chỗ hổng trên quỷ đầu đao, không thương tổn một tí nào cả. Lập tức một con dao long màu trắng xuất ra từ trong lòng bàn tay, quấn chặt lấy quỷ đầu đao lại, cố sức va chạm, nhảy vào trong ngọc lâu trên đỉnh đầu. Kiện vũ binh này vậy mà bị hắn thu đi dễ dàng như vậy. Loan Sư Bình liên tục thúc giục nguyên khí, chỉ cảm thấy như châu đất xuống biển, không một tiếng động, hiển nhiên là đã bị ngọc lâu chấn áp. Phía sau lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hai huynh đệ Loan Lương Phương và Loan Lương Ngọc. Sắc mặt của hắn kịch biến, quay đầu lại đã thấy hai huynh đệ kia người đầy thương tích, một tên bị chặt đứt tay, tên kia mặt đầy máu, bị trắng hắn râu quay nón đuổi theo. Dám mắng ông mày là quỷ xấu sao? Ông đánh cho mày cả mẹ mày cũng không nhận ra kìa. Loan Sư Bình giận tím mặt, hắn là vô sĩ giáo đầu của Loan gia Việt Châu, phụ mệnh dẫn dắt hai vị thiếu gia Loan gia săn bắt ở Hắc Hộc Lĩnh, tôi luyện bọn họ. Hiện giờ hai vị thiếu gia một biến thành tàn phế, một thủy đi diện mạo, sau này trở về khẳng định sẽ bị trách phạt không ít. Tế! Loan Sư Bình quát lớn, nguyên khí quanh thân hắn phóng lên cao, hóa thành hai dòng thác chảy cuồn cuộn, chia ra áp đến chỗ Diệp Húc và Chu Thế Văn. Chu Thế Văn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng lớn đánh tới, cuốn chặt lấy hắn, nguyên khí tu vi lập tức bị ép dồn về đan điền, không cách nào chuyển động, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cảnh giới áp chế sao? Cùng lúc đấy, Diệp Húc cũng bị một luồng nguyên khí cuốn chặt lại. Loan Sư Bình tu vi đã đạt tới cố nguyên kỳ, lượng nguyên khí cao hơn bọn họ gấp trăm lần. Lần này hắn thật sự giận dữ, trực tiếp lấy nguyên khí chèn ép hai người. Hắn cần khống chế nguyên khí, không thể nhúc nhích, vội vàng lớn tiếng mà hô to: hai vị thiếu gia, mau mau giết hai tên kia! Loan Lương Phương nhịn đau cùng Loan Lương Ngọc một trước một sau hướng về phía Chu Thế Văn và Diệp Húc, nổi giận mắng: đổ khốn kiếp, giờ thiếu gia ta sẽ tra tấn chúng mày, cho chúng mày muốn sống cũng được, muốn chết không xong. Diệp Húc điên cuồng thúc giục ngọc lâu, trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp, nguyên khí chảy rộng quanh thân, gắt gao dán tại ngoài da. Nhìn kỹ giao long, chỉ một thoáng, một mảnh long lân tinh mịn màu trắng từ trán của hắn mở ra, lan tràn che kín quanh thân long lân màu trắng. Long lân này có thể chui ra từ làn da của hắn, bàn tay cũng đầy vẩy, tranh sáng dữ tợn. Trải qua trận chiến này, hắn sử dụng thanh dao kiểu kích lại càng thuận tay hơn. Mở! Diệp Húc quát lên một tiếng to, thân hình gắng sức tránh một cái, nguyên khí quấn quanh thân hắn của Loan Sư Bình lập tức nứt ra từng khúc. Chết đi! Loan Lương Phương vừa mới chạy tới trước mặt hắn, Diệp Húc bước nhanh đến phía trước, lật tay một cái, một tiếng bang vang lên, liền đưa cái đầu cứng rắn của hắn đập vào bụng, thi thể lung lay hai cái liền ngã xuống đất. Ở bên kia, Loan Lương Ngọc đã đi đến trước mặt Chu Thế Văn, nguyên khí hóa thành một đầu mãnh hổ, nhe răng nuốt hắn vào. Đúng lúc này, từ trong rừng cây đột nhiên bắn ra hai xúc tu, bang một tiếng,
đâm vào cổ hắn, ra sức hút vào. Loan Lương Ngọc kinh kêu một tiếng, nguyên khí mãnh hổ phành một tiếng tiêu tan, thân thể lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy nhanh chóng khô quắt, trong chớp mắt liền biến thành một khối thây khô. Trường hợp này quá mức âm trầm quỷ dị, làm cho người ta không rét mà run. Hai vị thiếu gia Loan gia liên tiếp bỏ mạng trong nháy mắt. Loan Sư Bình nhìn thấy mà khóe mắt muốn nứt ra. Hai sợi xúc tu kia trong chớp mắt hút khô Loan Lương Ngọc, giết cào lên đâm tới cổ của Loan Sư Bình. Diệp Húc cũng vọt tới hướng lão. Loan Sư Bình run sợ trong lòng, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu nữa, không nói câu nào, nhanh chóng lui về phía sau, thả người chui vào trong rừng rậm, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Húc và Chu Thế Văn đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, liếc nhau, cùng nhìn ra sự vui sướng khi sống sót sau một kiếp nạn trong mắt của đối phương. Loan Sư Bình thực lực hơn bọn họ rất nhiều, dù bọn họ có dùng hết tất cả bản lãnh cũng không thể làm đối phương bị thương được, có thể giữ mệnh chạy khỏi tay hắn, bước hắn rời đi đã là một thành tựu rất giỏi. Thiếu Bảo, người tu luyện đến tuyệt cùng là cái tà môn vu pháp gì vậy? Hai sợi xúc tu kia thật sự là tà ác, xuất quỷ nhập thần. Chu Thế Văn kinh hồn phủ định, hoài nghi mà nói. Diệp Húc lắc đầu lên tiếng, không phải ta, nếu ta có bản sự này đã sớm dùng ra rồi. Trong núi rừng đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, một thiếu niên áo trắng chậm rãi từ trong rừng đi ra, mở quạt xếp mỉm cười nói, hai vị thiếu huynh đã lâu không gặp rồi. Phương Thần. Diệp Húc ngẩn ngơ nhìn thẳng phía sau hắn, chỉ thấy nguyên khí của Phương Thần dày đặc như mây, ở sau người hình thành một quái vật kỳ lạ, hình như là một trái tim vậy, đong đong nhảy lên, hoặc như một con bạch tuộc to lớn vung tám cái xúc tu, lộ ra vẻ quỷ dị vạn phần. Vừa rồi chính là con quái vật do nguyên khí hóa thành này đã hút khô Loan Lương Ngọc. Công tử bột, đây là cái vu pháp gì vậy? Chu Thế Văn cũng sợ ngây người, nhớ tới thi thể tinh quái bọn họ gặp ở Hắc Cực Lĩnh, chỉ sợ là Phương Thần ra tay xử lý con tinh quái đó. Sắc mặt của Phương Thần so với trước đây càng có vẻ tái nhợt hơn. Hắn khẽ vút ve xúc tu giống như âu yếm nữ nhân vậy. Hắn mỉm cười lên tiếng, thứ này sao? Thứ này là tâm pháp ta lúc ở tầng 5 Diệu Thiện Thanh Ngọc Lâu nhận được, tên là Huyết Ma Nguyên Hồn Đại Pháp, là vô pháp mà cũng là tâm pháp. Nguyên thần của ta chính là trái tim huyết ma, phù hợp với Huyết Ma Nguyên Hồn Đại Pháp nhất. Bất kể là tinh quái hay vu sĩ đều trở thành thuốc bổ cho ta, hấp thu tu vi cùng khí huyết bọn chúng có thể làm cho tu vi của ta tăng lên không ngừng. Hắn liếm liếm môi, lộ ra hàm răng trắng, mỉm cười rồi nói, hai vị thiếu huynh, tu vi của ta đã vượt xa các ngươi rồi, đạt tới bổn nguyên ngũ phẩm. Có cái gọi là mời không bằng tình cờ gặp nhau, không bằng lên ở nơi này để tiểu đệ đưa các ngươi quy thiên, đem tất cả mọi thứ của các ngươi biến thành dinh dưỡng của huyết ma tim của ta thôi. Chu Thế Văn cười ha hả nói, công tử bột, người vẫn kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ ngươi còn chưa biết được, ngày hôm qua Thiếu Bảo và Diệp Tần cùng nhau trộn lẫn vào trong Thanh Hòe Lâu chơi tỉ tỉ ngươi, hơn nữa còn không trả tiền kìa. Diệp Húc phẫn nộ nói, chủ huynh đừng vội châm ngòi, đó là đại ca Diệp Tần gây ra, hơn nữa không trả tiền cũng không coi là chơi gái. Các người muốn chết sao? Phương Thần giận dữ, sắc mặt đỏ lên, thân ảnh chợt lóe giống như ma quỷ đi tới trước mặt hắn, bốn nhánh xúc tu đâm tới hắn. Chu Thế Văn cười ha ha, mở phong lôi song xí ra, giết một tiếng xông lên trời cao. Cùng lúc đấy, bốn nhánh xúc tu khác đâm đến trước mặt của Diệp Húc. Đinh đinh bạo hưởng, bốn nhánh xúc tu này dừng ở trên người của hắn, không ngờ bị bắn ngược hết về, căn bản không thể đâm phá long lân của hắn được. Phương huynh, dừng tay! Bàn tay khô gầy của Diệp Húc bắt lấy bốn nhánh xúc tu kia, ra sức niết, bốn nhánh đó toàn bộ bị vỡ ra, hắn cười nói, vừa rồi chỉ đùa ngươi một chút thôi, huyết ma nguyên hồn đại pháp của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng người không đuổi kịp Chu huynh, không phá được phòng ngự của ta, cần gì làm điều thừa thãi đấy. Phương Thần thấy thế hừ lạnh một tiếng, biết rõ mình không thể làm gì được hai người này, thu huyết ma nguyên hồn đại pháp lại, cười ngạo nghễ mà nói, cách 2 tháng ba người chúng ta lại gặp, Diệp huynh, hiện giờ chỉ có ngươi cố lắm mới có thể làm đối thủ của ta, còn về phần Chu huynh ngươi chỉ biết chạy trốn, đã không còn xứng giao thủ với ta nữa rồi. Phi. Chu Thế Văn nhổ một cục đàm đĩnh đạc lên tiếng, chờ ông mày học được một loại vô pháp công kích, đến lúc đó đánh cho ngươi đến cả mẹ già cũng không nhận ra kìa. Được rồi được rồi, mọi người nói ít đi một câu đi. Diệp Húc mở miệng lên tiếng, Phương huynh, tinh quái Hắc Cực Lĩnh đều bị ngươi giết sạch rồi sao? Phương Thần kiêu ngạo mà nói, không sai, Phương Mỗ đang định tới Ưng Sầu Gián, nhìn xem nơi đó đến tụt cùng có cái sắc sắc lợi hại nào có thể ngăn cản bước chân của ta được không đấy. Lại không ngờ rằng gặp được hai người ở đây, bị kẻ khác đánh cho chật vật đến không chịu nổi, liền ra tay cứu các ngươi một mạng, các ngươi không cần cảm kích ta đâu. Ai cảm kích ngươi?
Chu Thế Văn hùng hùng hổ, đột nhiên nhìn về phía Diệp Húc, trộn rộn, cười ha hả. À, thiếu báo, có đi ưng sầu giàn không? Công tử bột giọng điệu lớn như vậy, cùng đi xem hắn chết như thế nào cũng hay. Diệp Húc nghĩ nghĩ một chút, ưng sầu giản đã khốn tam đại vô hoang thế gia ước chừng 300 năm cũng không có khai thông, so với Hắc Học Lĩnh hung hiểm gấp trăm lần. Tam đại thế gia đã từng hơn một lần liên hợp lại phái tu sĩ xâm nhập, tuy nhiên không có một người có thể sống sót trở về. Nếu bọn họ có thể khai thông ưng sầu giản, tuyệt đối là một hành động rất vĩ đại. Lấy thực lực của chúng ta mà đi ưng sầu giản vẫn là yếu, đi vào trong đó cũng không phải là không được, chẳng qua ta có một điều kiện. Việc này cực kỳ hung hiểm, chi bằng chúng ta chân thành hợp tác. Một người gặp nạn, những người khác phải cứu giúp, tuyệt đối không thể ném đá xuống giếng được. Phương Thần và Chu Thế Văn liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Ba người bọn họ phòng bị lẫn nhau, cũng là địch, cũng là bạn. Nếu ở trong ưng sầu giản mà còn đấu đi đấu lại như thế, khó tránh khỏi gặp rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ là toàn quân bị diệt. Diệp Húc đề nghị nói đến đúng tâm khảm của bọn họ. Một khi đã như vậy, ta liền đem bí quyết Ngọc Lâu thu vật cùng Ngọc Lâu phòng ngự truyền thụ lại cho các ngươi trước vậy. Diệp Húc cười nói, các ngươi chỉ cần hiểu được cách sử dụng nguyên khí cháo, tính nguy hiểm của chuyến này đi sẽ giảm đi rất nhiều. Phương Thần không khỏi biến sắc mặt, hắn lúc âm thầm quan sát đám người Diệp Húc chiến đấu, sớm đã động tâm không ngừng với lồng nguyên khí, biết bí quyết này cực kỳ hữu dụng. Còn về phần Ngọc Lâu thu vật, hắn không để ở trong lòng. Trầm tư một lát, hắn nói, Diệp huynh thật trí tuệ, Phương mỗ khâm phục rồi. Chuyến này nếu có thu hoạch được gì, Diệp huynh là người đầu tiên lựa chọn. Chu Thế Văn cũng nói, nếu như thu hoạch được nhiều, người cũng có thể chọn thêm. Ưng sầu giản không biết đã mai táng bao nhiêu vũ sĩ, những thứ họ tùy thân mang theo đều rơi trong xuống khe. Thứ bình thường sẽ hư thối theo thời gian, mà vũ binh bảo vật thì không bị ăn mòn. Lấy vũ binh làm ví dụ, cùng là vũ binh, chủy thủ trong tay Chu Thế Văn giá trị và uy lực đều kém xa so với quỷ đầu đao mà Diệp Húc vừa thu được. Phương Thần và Chu Thế Văn giao cho Diệp Húc quyền lựa chọn đầu tiên, đích xác là cho hắn được lợi rất lớn. Được, thành giao. Diệp Húc lập tức đem nguyên khí cháo và Ngọc Lâu thu vật pháp môn dốc túi cùng dạy. Loại pháp môn này ở Liễu Châu cực kỳ hiếm, nhưng Diệp Phan từng nói qua, tới vùng đất bên ngoài, loại pháp môn này đầy đường đều có, bởi vậy hắn cũng không đau lòng. Hai người rất nhanh liền hiểu rõ hai loại pháp môn này, kỳ thực chúng cũng không hề khó như một chút nào, chủ yếu chính là nguyên khí, nguyên thần và trụ cột sử dụng Ngọc Lâu, chỉ có điều thường nhân không thể tưởng mà thôi. Phương Thần hiểu rõ hai loại pháp môn này, hắn mỉm cười nói, Ngọc Lâu của ta lớn tầm nửa mẫu, không biết Ngọc Lâu của hai vị thiếu huynh lớn bao nhiêu. Chu Thế Văn cười lạnh nói, tư chất của ông đây tốt hơn ngươi, đại khái hơn nửa mẫu kìa. Hai người cùng nhìn thẳng về phía Diệp Húc, chờ hắn báo ra kích cỡ của Ngọc Lâu không gian. Diệp Húc gãi gãi đầu, cười khổ nói, mọi người cần gì phải bàn luận đến vấn đề làm thương tổn tình cảm như vậy. Chu Thế Văn vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười nói, thiếu bảo, Ngọc Lâu của ngươi chỉ có 2 tầng, kém chúng ta cũng là bình thường mà. Đợi lúc nếu có thu hoạch rồi, Ngọc Lâu của ngươi không xếp được nữa thì có thể nhét ở chỗ ta đây này. Phương Thần cũng thản nhiên cười nói, nhét vào chỗ ta cũng được. Diệp Phúc thở dài một tiếng, hắn cười, hai vị thiếu huynh, tiểu đệ sẽ suy nghĩ. Ba người lúc này đi dọc theo Thanh Thủy Hà hướng tới chỗ sâu trong Hắc Cục Lĩnh. Sau một lúc liền đi đến trước đầm nước nơi Diệp Húc từng tu luyện. Mặt đầm gần sóng, Diệp Húc không khỏi có chút thất vọng. Trên mặt đầm cũng không có sinh ra loại sương trắng thần bí kia. Đúng là loại sương mù kỳ lạ kia đã khiến cho Ngọc Lâu của hắn tiến hóa từ 1 tầng tăng lên thành 2 tầng. Không biết loại sương mù này đến cuối cùng là cái gì nhỉ? Đại ca hiểu biết tuyên thâm, hắn chắc hẳn là biết được. Hey, đáng tiếc đại ca không ở trong này. Ba người đi lên vách núi, lập tức một luồng gió ướt át gào thét đánh tới, mang theo nồng đậm hơi nước, hai bên là vách núi dựng đứng như kiếm. Cách đó không xa mơ hồ có tiếng người truyền đến, Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đám người dọc theo ưng sầu giản đi đến chỗ sâu bên trong, ước chừng có hơn 10 người, thanh nhất sắc tu sĩ. Không phải vu sĩ Liễu Châu ta, chẳng lẽ là người từ châu quận khác tới sao? Chu Thế Văn ngưng mắt nhìn một lát, nghi hoặc mà nói. Diệp Húc hơi dùng mình trong lòng, những người này hơn phân nửa là vu sĩ châu quận khác phái ra, chuẩn bị xâm nhập Bách Man Sơn khai hoang. Phương Thần liếm liếm môi, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ cực kỳ yêu tà, quỷ dị cười nói, lúc này đây có thể đại khai một lần, ăn cho no được rồi. Nghe nói như thế, Diệp Húc và Chu Thế Văn trong lòng đều cảm thấy một trận ác hàn. Hóa ra Phương Thần chính là một vị công tử phong lưu nho nhã mà hiện tại tu luyện huyết ma nguyên hồn đại pháp, thật không ngờ so với hai người bọn họ còn trở nên hung ác hơn, bộ dạng lựa người để ăn trông thật khủng bố.
Xem ra huyết ma nguyên hồn đại pháp cũng không phải là chỉ để tăng tu vi thực lực, đồng thời cũng khiến cho tính cách của hắn trở nên méo mó. Ma đạo tâm pháp cường dũng mãnh tiến, tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ có điều dễ làm cho tính tình người ta đại biến, tẩu hỏa nhập ma. Mà chính đạo tâm pháp tuy rằng tu vi tiến cảnh hơi chậm, nhưng thắng ở tinh thần, tu luyện lên cực kỳ vững vàng. Diệp Phúc nhớ tới đánh giá về chính đạo cùng ma đạo tâm pháp, hiện tại nhìn đến bộ dáng của Phương Thần mới biết lời đó không giả. Hắn thầm nghĩ, không biết Chu Thiên Tinh đấu thuật luyện khí cùng cửu chuyển nguyên công của ta là chính hay là ma đây. Lai lịch hai môn tâm pháp này của hắn thật sự có chút không minh bạch. Chu Thiên Tinh đấu thuật luyện khí là tâm pháp trên mặt kim diệp sinh ra từ trên ngọc thụ bên trong ngọc lâu, còn cửu chuyển nguyên công là tổ tiên Diệp gia vô tình đoạt được. Nếu căn cứ vào đánh giá về chính đạo với ma đạo tâm pháp thì Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật có tốc độ tu luyện cực nhanh, hẳn là ma đạo tâm pháp, mà kiểu chuyển nguyên công tốc độ tu luyện chậm đến làm cho người ta tuyệt vọng thì chắc là thuộc về chính đạo tâm pháp. Tuy nhiên Chu Thiên Tinh đấu thuật luyện khí mặc dù tốc độ tu luyện mau, nhưng nguyên khí mang quang minh chính đại, chính khí hào hùng, không hề có bộ dáng mà ma đạo tâm pháp nên có. Thôi mặc kệ nó là ma đạo hay là chính đạo, chỉ cần nâng lên tu vi và thực lực thì đó chính là tâm pháp tốt rồi. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Ba người đi thẳng vào Ưng Sầu Giản, khe suối róc rách, trên bầu trời lơ lửng một đám chứng khí hoa đào màu phấn hồng mọc lên từ trong thâm cốc, giống như những con sứa trong suốt lơ lửng giữa không trung, bị diễm dương chiếu rọi trở nên rực rỡ như dáng mây vậy. Chứng khí mang theo hơi nước nồng đậm chiết xạ ánh mặt trời, phảng phất như cầu vồng bảy sắc treo trên thâm cốc, lộng lẫy vô cùng. Loại chứng khí này mang theo kịch độc cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở Ưng Sầu Giản lại có khắp nơi. Nghe nói một vị gia chủ Chu gia tính toán dùng chứng khí hoa đào đó luyện chế một kiện vu bảo ma đạo. Vị gia chủ kia tu vi đã đạt tới tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ, xâm nhập Bách Mặt Sơn tìm kiếm loại chứng khí này khắp nơi, cuối cùng lại bị người ta tìm ra ông ta đã bị độc chết bên trong chứng khí rồi. Cuối cùng con cháu Chu gia cũng không còn ai dám can đảm xâm nhập hoa đào chướng để thu nhặt thi thể vị gia chủ kia. Đây là vụ bê bối của Chu gia, bị coi là vô cùng nhục nhã, nhưng loại chuyện này muốn che đậy cũng không che được, mà nó sớm đã truyền khắp Liễu Châu. Ba người Diệp Húc thật cẩn thận tránh đi hoa đào chướng, nếu thật sự tránh không được, mở lồng nguyên khí, gạt chứng khí ra, ngừng thở, xuyên qua mà qua. Mà đám vũ sĩ khai hoang phía trước không có phương pháp này, có hai người vô ý dính phải một tia chứng khí, ngã chết ở trong khí độc đó. Tông Khai Nguyên âm trầm sắc mặt, vừa mới tiến vào Ưng Sầu Giản, còn chưa đến ba dặm, thậm chí còn chưa gặp được một con tinh quái nào, liền có hai gã vũ sĩ chết một cách ngớ ngẩn. Chuyến đi này có thể nói là có chút không thuận. Tông Khai Nguyên hắn là tổng quản nội phủ Tông gia Trương Châu, một thân tu vi đã đạt tới đỉnh dung nguyên cửu phẩm, nguyên khí giống như mặt trời chói chang, đường kính ba thước trải rộng quanh thân, nguyên khí mãnh liệt hừng hực này đã có dấu hiệu của luyện giả vi chân rồi. Vũ sĩ tam nguyên cảnh thu thập thiên địa nguyên khí nâng cao tu vi, loại nguyên khí này cũng không tinh thuần, hơn nữa là trực tiếp đoạt lấy từ trong thiên địa, khiến cho căn cơ bất ổn. Mà tu luyện tới tam chân cảnh liền có thể đem thiên địa nguyên khí hóa thành tu vi bản thân, luyện hóa nguyên khí thành chân nguyên như cánh tay sai sử, bởi vậy mới gọi là luyện giả vi chân. Hai bên khe sâu sinh trưởng một ít cây tử đằng thô to, có cây cỡ thùng nước, tươi tốt hơn nhiều so với cây tử đằng bên ngoài. Từ đáy khe bò lên tới đỉnh vách đá, dài gần 100 mét. Cũng có cây tử đằng buông từ đỉnh núi xuống, hạ ở đáy khe. Trên cây tử đằng treo đầy các loại quả kỳ dị, ngũ nhan lục sắc, sắc thái tiên diễm, có chút mê người. Một vũ sĩ tông gia không kìm nổi, hái một quả màu đỏ thẫm, nhét vào trong miệng. Vừa mới nuốt hai miếng, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể như quả bóng cao su bị đâm vô số lỗ thủng, xì hơi khắp thân. Trong chớp mắt, xương cốt tan rã, biến thành một đám thịt nát chồng chất trên mặt đất. Ngọc lâu của hắn cũng nhảy ra từ trong thi thể, hóa thành một quầng sáng rồi tiêu tán. Tông Khai Nguyên sắc mặt khẽ biến, lớn tiếng mà quát lên: "Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng động vào trái cây nơi này. Trái cây nơi này có kịch độc." "Tổng quản, chúng ta còn chưa thâm nhập Ưng Sầu Giản, liền tổn thất mất ba người rồi. Chuyến này chỉ sợ có chút không ổn rồi." Một vũ sĩ tuổi còn trẻ cẩn thận lên tiếng nói: "Không sao, chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn đâu." Tông Khai Nguyên sắc mặt ngưng trọng lớn tiếng nói: "Vùng mỏ của Tông gia chúng ta đã cạn kiệt rồi, lần này cho dù như thế nào cũng phải khai mở một khu mỏ mới, nhất định phải đánh thông Ưng Sầu Giản, nếu không qua vài năm nữa thôi Tông gia ta liền sẽ suy sụp, bị các thế gia khác thâu tóm kìa." "Tổng quản, phía sau còn có ba tên tiểu vũ sĩ đi theo chúng ta, có cần xử lý chúng hay không đây?" Tông Khai Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua rồi cười lạnh: "Một đám tiểu tử mà thôi, Khai Dương, ngươi mang mấy người lưu lại,
Diệt trừ chúng xong lập tức trở về đây. Một đại hán trầm ổn ứng một tiếng vâng. Đức Minh, Đức Thanh, Đức Tĩnh, ba người các ngươi lưu lại. Cách đó không xa, Chu Thế Văn hái một quả màu vàng, cũng tính nếm thử, nhưng nhìn thấy Vu Sĩ Tông gia kia chết vô cùng thê thảm, vội vàng vứt trái cây trong tay qua một bên, thầm nhủ một tiếng may mắn. Diệp Phúc thấy thế, phóng người lên hái mấy quả màu đỏ, tế khởi ngọc lâu, lấy quỷ đầu đao, lấy từ trong tay Loan Sư Bình ra, đem quả đó bôi loạn lên trên lưỡi đao. Chu Thế Văn cùng Phương Thần không khỏi dùng mình một cái, thầm nói trong lòng: thiếu quả này quá là độc rồi, nhìn hiền lành mà còn nham hiểm hơn chúng ta rất nhiều. Chu Thế Văn thế thế cũng học theo, hai mấy quả màu đỏ xuống, cẩn thận bôi lên chỉ thủ của mình. Phương Thần không có vũ khí, ngẫm nghĩ một lát, thu thập vài quả màu đỏ cất vào trong ngọc lâu, dự định về sau nếu có một kiện vũ binh cũng sẽ làm như thế. Ba người xử trí xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy Vũ Sĩ Tông gia đã đi rất xa rồi, vội vàng bước nhanh về phía trước. Ê này, công tử bột, không phải ngươi đang rất đói, phải đại khai sát giới hay sao? Chu Thế Văn nhìn đến đám Tông Khai Dương đứng ở nơi đó, sắc mặt không được tốt, đang đằng sát khí, không kìm nổi cười nói: phía trước liền có bốn món khai vị kìa, ngươi có thể nhanh ăn hết không? Phương Thần hét lớn một tiếng, mặc dù tỳ tính trở nên kiêu ngạo, thế nhưng cũng hiểu rõ bản thân, biết là chỉ bằng bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của bốn gã vũ sĩ Tông gia kia. Ba tên vũ sĩ trẻ tuổi Tông gia kia tu vi cũng không hề xuất chúng, nhưng gã đại hán trầm ổn kia nguyên khí nội liễm, vừa nhìn liền biết là cao thủ, vượt qua hắn rất nhiều. So sánh với Loan Sư Bình không hề thua kém, hẳn là cùng bối phận với Diệp Tư Mẫn, Diệp Tư Đạo. Tông Khai Dương nhìn ba người đến gần, trầm giọng nói: người trẻ tuổi, Tông gia ta lần này tới Ưng Sầu Gián khai hoang, nơi này đã là địa bàn của Tông gia ta, ta không quan tâm các ngươi là ai, đến từ đâu, hiện giờ các ngươi quay về vẫn còn kịp. Sao, địa bàn Tông gia ư? Diệp Phúc cười nói: xin hỏi là Tông gia các ngươi được Tần Hoàng phong cho hay là Hán Hoàng vậy? Tông Khai Dương sắc mặt khẽ biến, Chu Thế Văn cười ha hả chêm vào: vị lão ca Tông gia này, không bằng ngươi trực tiếp cầm hai thanh búa to nhảy ra rồi kêu: núi này là ta mở, cây này là ta trồng, cho sảng khoái đi. Phương Thần mở quạt xếp ra, mỉm cười lên tiếng: Tông gia Trương Châu chặn đường đánh cướp, nhưng thật ra rất có nghề. Tông Khai Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ba người trẻ tuổi phía sau dục dịch, trong đó một kẻ cười lạnh lên tiếng: thúc thúc, cần gì nói nhiều với bọn chúng, trực tiếp giết bọn chúng thôi. Người trẻ tuổi quá kiêu ngạo sẽ chết sớm thôi, Tông mỗ đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi muốn chết mà. Tông Khai Dương cười lạnh nói: Đức Minh, ba người các ngươi động thủ, vì thúc sẽ lực trận cho các ngươi. Ba đứa chúng nó tu vi đại khái cũng ngang bằng với các ngươi, đối với các ngươi mà nói là những đối thủ hiếm có đây. Ba người kia mừng rỡ, lập tức từ phía sau hắn lao ra. Tông Đức Minh bức hướng Diệp Húc, nguyên khí trên đỉnh đầu hình thành hơn trăm đạo kiếm khí, nhanh chóng xoay tròn xung quanh hắn, hình thành một lúc xoáy kiếm. Hắn cười nói: ta đã sớm muốn thử đại diễn thiên kiếm thuật của ta rồi. Đây là đại diễn thiên kiếm thuật, loại kiếm thuật này tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể làm cho vạn kiếm tề phát, chém đối phương thành thịt vụn. Tuy nhiên, thực lực của Tông Đức Minh còn xa mới làm được bước này, trăm kiếm tề phát đó là cực hạn của hắn. Làm vong hồn dưới kiếm của ta, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, vì ta ra tay rất nhanh. Chưa nhanh còn chưa kịp nói xong, Tông Đức Minh chỉ cảm thấy bóng người chớp lên, Diệp Húc đã đứng ở trước mặt của hắn, nguyên công chuyển vận, thân hình lập tức trở nên vừa cao vừa gầy, bàn tay khô to gầy lộ ra, nắm lấy cổ của hắn ra sức mà vặn. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, Tông Đức Minh phát hiện hắn thấy được mông của mình. Hắn ta ra tay so với ta còn nhanh hơn, nhanh đến không thấy rõ. Đấy là suy nghĩ sau cùng của hắn. Trước mắt Tông Đức Minh càng ngày càng tối đi, ngọc lâu của hắn đã bắt đầu tiêu tán, không còn sự khống chế của hắn nữa. Hơn trăm đạo kiếm khí trên đỉnh đầu của hắn bắn ra bốn phương tám hướng. Hơn 10 đạo trực tiếp đâm vào người của Diệp Húc, nhưng không tạo thành chút thương tổn nào, tất cả đều vỡ tan tành. Toàn bộ đội ngũ của Tông gia đã đi xa rồi, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng nào. Diệp Húc mở miệng quát lớn, ngọc lâu trên đỉnh đầu lơ lửng giữa trời, áp xuống Tông Khai Dương. Thiếu bảo, đừng lãng phí. Phương Thần liếm liếm môi, xuất ra hai xúc tu từ tám nhánh phía sau, cười một tiếng đâm vào cổ của Tông Minh Đức, trong chớp mắt hút sạch hắn. Sáu nhánh xúc tu còn lại đâm hướng Tông Thanh Đức, y căn bản không có cơ hội xuất thủ, liền bị bốn nhánh trong đó quấn chặt lại, không thể nhúc nhích. Hai nhánh xúc tu khác đâm vào cổ, chỉ cảm thấy một thân tu vi cùng khí huyết nhanh chóng chảy đi, trong lòng kinh hãi muốn chết. Chỉ thấy phía sau Phương Thần, trái tim lớn hình tròn của con bạch tuộc lớn đại trưng ngư trở nên đỏ tươi, có vẻ quỷ dị vạn phần. Mới đối mặt một cái mà ba vị con cháu Tông gia liền chết mất hai,
Chỉ có Chu Thế Văn không có tu luyện loại vu pháp công kích, vẫn đang cùng Tông Đức Tĩnh đánh đến phong sinh khởi thủy. Tông Khai Dương chân tay phát lạnh, Diệp Húc và Phương Thần ra tay chính là sát chiêu sắc bén vô cùng. Một chiêu liền giết chết hai tên Tông Đức Minh, Tông Đức Thanh. Thậm chí, lấy thực lực của hắn cũng không kịp cứu viện. Hắn chẳng thể nghĩ tới rằng ba người đối diện kia chính là ba vị thiên tài của Liễu Châu. Tuổi tuy còn nhỏ, tu vi tuy không cao, nhưng thực lực tuyệt đối là những vũ sĩ cùng cấp bậc không thể theo kịp. Chỉ một mình Diệp Húc liền dám cùng kẻ đã tu luyện đến Cố Nguyên Kỳ là Loan Sư Bình lấy cứng trọi cứng. Ngọc lâu của Diệp Húc đã đi đến đỉnh đầu của hắn. Ở một tiếng ngọc lâu chấn động, từng đợt gợn sóng màu xanh phóng đến Tông Khai Dương, xung đột với nguyên khí của hắn, phát ra tiếng bạo hưởng tất tất pang pang. Các người muốn chết sao? Tông Khai Dương vừa giận vừa sợ ở trong lòng. Phía sau lưng hắn, một rú binh kỳ quái hình chữ vạn hô một tiếng bay lên, xoay tròn cực nhanh, chém thẳng hướng Chu Thế Văn. Kiện vũ binh này tuy bộ dáng kỳ quái, nhưng là bảo bối hắn vất vả tế luyện mà thành. Hắn ở trước khi tiến vào Cố Nguyên Kỳ tu luyện chính là một môn vũ pháp tên là Vạn Tự Chân Giải Hồn Toàn Nhận. Phối hợp với chuôi vũ binh hình chữ vạn này, rót vũ pháp vào trong, thực lực của hắn sẽ phát huy đến giới hạn lớn nhất, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, chém chết đối thủ mà tu vi còn cao thâm hơn hắn. Đệ tử Tông gia đã chết hai người, nếu như Tông Đức Tĩnh lại chết ở trong tay đối phương, phần tội này lại càng lớn, ngay cả hắn cũng không gánh vác nổi. Cùng lúc đấy, gần sóng màu xanh hạ xuống, chấn động khiến cho nguyên khí hắn rối loạn, hai chân không khỏi lọt vào trong núi đá, liền quỹ đạo bay của vũ binh hình chữ vạn cũng có chút bất ổn, khó có thể khống chế. Ba thằng nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Tông Khai Dương vươn tay ra, một tiếng trống vang lên, nện lên trên tầng 2 bạch ngọc lâu, lập tức đánh tan nguyên khí nguyên thần của Diệp Húc. Uy năng ngọc lâu giảm mạnh, hướng Diệp Húc bay đi. Mặc kệ các ngươi là ai, giết đệ tử Tông gia ta, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chôn cùng chỗ này. Tông Khai Dương điên cuồng hét lên một tiếng, đẩy lui ngọc lâu của Diệp Húc, tiếp tục khống chế vũ binh hình chữ vạn, ý đồ chém Chu Thế Văn. Đôi cánh của Chu Thế Văn rung lên, phong lôi song xí lập tức tuôn ra một tiếng sấm vang, bỏ qua Tông Đức Tĩnh ở một bên, xẹt một tiếng liền đi đến phía sau Tông Khai Dương, chủy thủ hung hăng đâm vào lưng của hắn. Phong lôi song xí của Chu Thế Văn tuy không có mấy lực công kích, nhưng nếu luận về tốc độ thì có thể nói là một trong những loại nhanh nhất. Tốc độ này ngay cả Tông Khai Dương cũng không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy sau lưng hơi hơi đau xót bị hắn đâm trúng giữa lưng. Tông Khai Dương nguyên khí lập tức bạo phát, chủy thủ trong tay Chu Thế Văn oanh một tiếng vỡ nát, thậm chí ngay bàn tay cũng bị nổ đến máu tươi đầm đìa, bay ngược ra. Có độc sao? Tông Khai Dương chỉ cảm thấy sau lưng chuyển đến từng đợt tê dại, tâm niệm vừa động thi triển ra vũ pháp khổ tu đã lâu, Vạn Tự Chân Giải Hồn Toàn Nhận đuổi theo Chu Thế Văn định chém ngang eo. Cùng lúc đó, hắn nhảy lên giữa không trung, thẳng truy theo tốc độ của Chu Thế Văn, đan trường bổ xuống phía dưới. Ong một tiếng, Chu Thế Văn vừa vàng tế khởi ngọc lâu, Vạn Tự Chân Giải Hồn bổ vào trên lồng nguyên khí, lập tức ở một tiếng thoải mái đánh vỡ lồng nguyên khí ra. Có lồng nguyên khí ngăn cản, một thoáng Chu Thế Văn có cơ hội thở gấp, vội vàng dùng hai cánh tránh thoát kích sát của Vạn Tự Chân Giải Hồn, tính toán tẩu thoát. Sao lường trước được Tông Khai Dương hạ bàn tay xuống, chính che ở đường đi của hắn. Chu Thế Văn tốc độ quá nhanh, không kịp chuyển hướng, bị trưởng phong của y đánh trúng, lập tức miệng hộc máu, ngã xuống mấy chục thước ở phía ngoài. Dám hạ độc ta sao, không biết sống chết mà. Tông Khai Dương đằng đằng sát khí, vũ binh hình chữ vạn vòng lại đuổi theo hướng Chu Thế Văn, mà phạm vi tê dại ở sau lưng của y càng lúc càng lớn, ngay cả nguyên khí của y cũng không thể chấn áp được độc tố. Trong lòng thật sự giận dữ, ý đồ chém chết tên dâu rậm đê tiện này trước. Còn Diệp Húc hoành đao che ở trước người Chu Thế Văn, quỷ đầu đao và vũ binh hình chữ vạn đụng vào nhau, lập tức nguyên khí ào ào văng khắp trốn, tuôn ra một đám mây nhỏ hình nấm theo đáy cốc từ từ dâng lên. Ba tên tiểu phu sĩ Tông gia kia khí huyết quá ít, còn không đủ để huyết ma nguyên hùng của ta ăn no. Phương Thần đã nhân cơ hội xử lý tên Tông gia Tông Đức Tĩnh còn lại. Tám nhánh xúc tu ti ti kêu lên, chen chúc đâm hướng Tông Khai Dương, mặt mang theo nụ cười quỷ dị, cười khanh khách mà nói: thôn phệ tu vi của ngươi liền có thể khiến tu vi của ta tăng lên một tầng, đạt tới bổ nguyên lục phẩm, thậm chí là thất phẩm kìa. Tông Khai Dương không quan tâm đến huyết ma nguyên hồn đại pháp của Phương Thần, hắn chạy nhanh tới hướng của Chu Thế Văn và Diệp Húc. Tám nhánh xúc tu kia còn chưa kịp đâm vào người của hắn đã bị nguyên khí cuồn cuộn của hắn nổ cho tan nát. Phương Thần với y chênh lệch quá lớn, cảnh giới áp chế cực kỳ rõ ràng, huyết ma nguyên hồn đại pháp cũng không thể phá vỡ nguyên khí của y được. Song giao tiễn, hai con bạch giao long từ phía dưới phóng lên cao, vọt lên trước mặt Tông Khai Dương, cổ móc vào nhau hóa thành một cái kéo thật lớn dài chừng 2 thước, vây lưng trắng phát sáng cắt ngang y.
đồ không biết tự lượng sức mình. Tông Khai Dương cười lạnh, dựng thẳng bàn tay lên, liền chụp tới song giao tiến của Diệp Húc. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền tới từ trong miệng của hắn. Bàn tay của hắn cũng như dự kiến. Tông Khai Dương cười lạnh, dựng thẳng bàn tay lên, liền chụp tới song giao tiến của Diệp Húc. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền tới từ trong miệng của hắn. Bàn tay của hắn cũng không như dự kiến chụp vỡ song giao tiễn, mà ngược lại bị nó cắt đứt cổ tay. Xung tràng thức. Diệp Húc tùy ý sử xuất xung tràng thức của thanh dao kiểu kích, chỉ thấy hai con dao long đột nhiên tách ra, lần lượt đâm thật mạnh vào ngực của Tông Khai Dương. Y kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân hơi lảo đảo, lập tức ổn định lại thân hình, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tiểu tử đối diện này không ngờ có thể làm y bị thương, thậm chí chặt đứt một bàn tay của y. Đây là loại độc gì vậy? Tông Khai Dương chỉ cảm thấy phía sau lưng càng lúc càng tê dại đi, dần dần khuếch tán đến toàn bộ lưng, sắc mặt trầm xuống, hắn hừ lạnh. Ba người các ngươi, mau giao giải dược ra, ta có thể quyết định các ngươi toàn thây. Sao? Cho chúng ta toàn thây sao? Chu Thế Văn lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười ha ha mà nói. Lão ca Tông gia, chỉ sợ ngươi ngay cả bản thân cũng không giữ được toàn thây rồi. Thứ ta bôi trên chủy thủ, đúng là loại dị quá, kết trên cây từ đằng kia. Tông Khai Dương sắc mặt kịch biến, độc tính dị quả trên cây thì đằng kia rất mạnh, ngay cả vũ sĩ cũng không thể chặn lại được. Thương thế của y không lớn, nhưng độc đã tẩm nhập vào trong huyết mạch rồi. Nếu thật sự không cứu trị, chỉ sợ là sẽ chậm. Chỗ tổng quán có một viên tị độc đan. Lúc trước tên vũ sĩ đã chết kia chỉ là ngoại môn vũ sĩ, mà ta là tông gia nội phủ cao tầng, tổng quán sẽ không thấy chết mà không cứu chứ? Tông Khai Dương nổi giận đùng đùng, tâm niệm vừa động, vũ binh hình chữ vạn bay trở về. Dừng lại, xoay tròn dưới chân của y, chuyển thân hét một tiếng, phóng thẳng tới phương thần. Quanh thân y hiện ra hơn 30 cái vạn tự giải, mỗi một cái đều cực kỳ sắc bén, xoay tròn cực nhanh quanh thân của y. Phương thần không dám ngăn trở, vội vàng như quỷ mị chợt lóe tránh ở một bên. Tông Khai Dương hét lên một tiếng đuổi theo, đại đội tông gia, thanh âm từ xa xa truyền đến. Ba người các ngươi, chờ ta bước độc ra sẽ tìm các ngươi tính sổ, nhất là cái tên râu rậm kia, ngươi ngàn vạn lần đừng có chết đi, đợi lão tử trở lại còn muốn đem 10 cân dị quá nhét hết vào miệng ngươi. Chu Thế Văn nghe vậy dùng mình một cái, vội vàng kêu lên. Tiểu tử bên cạnh ta đây còn chặt đứt tay ngươi kìa, 10 cân dị quá ít nhất phải chia cho hắn 5 cân mà. Diệp Húc cầm quỷ đầu đao ở trong tay, nhanh chóng đuổi theo hướng Tông Khai Dương, rồi vội vàng lên tiếng. Mau, chúng ta mau ngăn hắn lại, nếu hắn đuổi theo được đội ngũ tông gia kia, chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Phương Thần và Chu Thế Văn dùng mình, biết lời của Diệp Húc nói không sai. Một Tông Khai Dương liền làm cho bọn họ phải đem hết toàn lực, cũng không thể lưu ý lại. Vậy những người mà Tông gia phái tới khai hoang khẳng định có nhân vật càng lợi hại hơn Tông Khai Dương. Nếu đại đội nhân mã Tông gia đánh tới, chỉ sợ bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Phương Thần cười nói, Chu huynh, tốc độ của ngươi nhanh nhất, ngươi đuổi theo bắt hắn lại đi. Chu Thế Văn cả giận, công tử bột, ngươi muốn ta chết sao? Một mình ta đuổi theo chẳng phải là mang đầu tới cho hắn chém hay sao? Thần pháp của ngươi nhanh như quỷ mị, so với ta cũng không kém là bao, không bằng ngươi đi cuốn lấy hắn đi. Phương Thần phẫn nộ, không nói gì. Thần pháp của hắn đích xác giống như quỷ mị, tuy nhiên tu vi huyết ma nguyên hồn đại pháp của hắn vẫn còn thấp, không thể phá vỡ nguyên khí của Tông Khai Dương được. Đối phó với vũ sĩ ngang cấp bậc, tất nhiên nhất kích tất sát, nhưng đối phó với cao thủ đã tu luyện nguyên khí tới cố nguyên kỳ, liền lập tức lộ ra nhược điểm, uy lực không đủ. Dù hắn có đuổi theo Tông Khai Dương, cũng chỉ có thể thúc thủ mà vô sách. Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Húc, chỉ thấy thiếu niên áo lam vẫn long tinh hổ mãnh như trước, lao nhanh về phía trước, sát khí đằng đằng. Hai người không khỏi ai thán một tiếng trong lòng. Thiếu bảo, cái kẻ này không biết đến tụt cùng hắn tu luyện như thế nào đây, ngay cả cố nguyên kỳ vũ sĩ cũng có thể bị hắn đả thương được. Người này quả thực chính là một con yêu thú cấp tinh quái mà. Hey, đáng tiếc chỉ là tốc độ quá chậm. Kỳ thực tốc độ của Diệp Húc cũng không chậm, so với các vũ sĩ khác mà nói, bước nhảy của hắn rất lớn, một bước cũng phải tầm 7-8 mét. Chạy vài dặm cũng chỉ mất thời gian vài cái hô hấp mà thôi. Tuy nhiên, nếu so với hai người Chu Thế Văn và Phương Thần mà nói, tốc độ của hắn có vẻ chậm hơn rất nhiều. Nhưng sở trường của Diệp Húc cũng cực kỳ nổi bật, giai tay tàn nhẫn, uy lực cương mãnh, thậm chí có thể lấy cứng chọi cứng cùng cố nguyên kỳ vũ sĩ, quả thật chính là người sắt đánh không nát mà. Lực công kích của hắn cũng không phải Phương Thần và Chu Thế Văn có thể vọng theo được, sắc bén vô cùng, thủ đoạn chồng chất, rõ ràng nhất là tuyệt chiêu sát phạt. Nếu đánh chính diện cùng hắn, Phương Thần và Chu Thế Văn dám khẳng định tên này tuyệt đối có thể dùng một chiêu mà đánh chết mình. Kết quả này tuy rằng trong lòng bọn họ cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận thực lực của Diệp Húc quả thật vượt ra bọn họ rất nhiều. Tông Khai Dương lòng như lửa đốt, toàn lực đuổi theo đội ngũ tông gia.
Trong tai vù vù rung động, độc tố đã xâm nhập huyết dịch của y, khiến y cảm thấy cực kỳ suy yếu. Tuy y đem hết toàn lực ra, thế nhưng tốc độ cũng chậm đi rất nhiều, rất nhanh đã bị ba người rút ngắn khoảng cách. Lão ca tông gia, đi thông thả. Diệp Húc cười vang nói, để tiểu đệ tiến huynh một đoạn đường. Hắn đã nhìn ra tình trạng Tông Khai Dương có chút không tốt, hiển nhiên là độc tố đang không ngừng ăn mòn cơ thể của y. Tông Khai Dương không nói câu nào, sau lưng y đã bắt đầu toát ra khói trắng, mà y như không phát giác, vẫn vọt nhanh về phía trước. Đột nhiên cả người y như không còn xương cốt vậy, thân thể càng ngày càng thấp đi, cuối cùng hóa thành một đống thịt nát rơi từ trên không trung xuống. Vũ binh hình chữ vạn không người khống chế vẫn tiếp tục phóng về phía trước với tốc độ cao, bay đi tầm 100 mét liền đinh một tiếng đụng vào trong vách núi, chỉ lộ ra cái đuôi. Ba người Diệp Húc vội vàng dừng chân lại, liếc nhau cùng nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt của đối phương. Độc tính của loại dị quả này vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chu Thế Văn chỉ bôi loạn một tầng lên chủy thủ liền độc chết một cao thủ của nguyên kỳ. Bình thường người luyện võ tu luyện đến võ đạo tiên thiên rồi, có rất ít loại độc có thể uy hiếp được bọn họ. Tu vi tới vu sĩ rồi, có thể coi khinh hết thảy kịch độc trên thế gian. Nào là hạc đỉnh hồng đoạn, tràng thảo đều có thể trở thành cơm ăn. Trong lúc nói chuyện, liền bước độc tố ra khỏi cơ thể. Làm cho bọn họ không ngờ chính là loại dị quả này có thể độc chết một cao thủ. Cố Nguyên Cảnh trước không nói việc này có thu hoạch gì khác với bọn họ hay không, chỉ cần thứ dị quả này liền có giá trị xa xỉ. Nếu như sử dụng thỏa đáng, hiệu quả không thua gì vu binh hay vu bảo. Tiểu đệ thân vô số, loại quả này cần chọn thêm một ít, bán đổi chút ngân lượng bổ sung gia dụng. Diệp Húc lập tức đi đến vách núi, ho khan hai tiếng cười nói. Hắn trong tâm cũng không có tính toán gì đặc biệt, thầm chủ tính, nếu Tam Đại Thế Gia khai chiến, dùng bao nhiêu quả mới có thể độc chết vu sĩ hai nhà Chu Phương. Chu Thế Văn trong mắt đổi tới đổi lui, đánh cái cười ha ha, cũng đi đến cạnh vách núi, cười ha ha nói. Lão tử từ trước đến nay tiêu tiền như nước vậy, trên người luôn nghèo đến tận cùng rồi, cũng muốn hái một ít đổi chút ngân lượng. Công tử bột, phú khả địch quốc, chắc cũng không cần dùng. Phương Thần trong mắt lóe ra tinh quang, hắn mỉm cười. Phương Mỗ tuy rằng có chút thân gia, nhưng bạc thứ này ai sẽ ngại nhiều đây. Cũng động thủ ngắt lấy quả từ đằng. Ba người liếc nhau, lộ ra vẻ cảnh giác, hiển nhiên bọn họ cùng suy nghĩ, tính toán dùng loại kịch độc hiếm thấy này để đối phó với vũ sĩ của các thế gia khác. Thiếu bảo quang minh lỗi lạc, loại chuyện đầu độc phương gia ta này hẳn là không làm được rồi. Phương Thần vung quạt ra vẻ thoải mái, trên trán lại toát ra mồ hôi tinh mịn, hắn mỉm cười. Đó là đương nhiên. Diệp Húc lau đi mồ hôi trên trán, lúng ta lúng túng cười nói. Phương huynh khẳng định cũng không làm như vậy đi. Loại hành động tiểu nhân này Phương Mỗ tự nhiên là khinh thường. Phương Thần cất giấu trái cây của mình thu thập được vào trong ngọc lâu, nhìn về phía Chu Thế Văn, hắn cười lạnh. Nhưng ngược lại, Chu huynh làm cho người ta không thể yên tâm, bộ dạng ngươi đê tiện vô sĩ mới có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi này. Diệp huynh, không bằng chúng ta liền ở trong này làm thịt Chu huynh thôi. Chu Thế Văn cả giận lên tiếng. Diện mạo của ông đây có điểm nào đê tiện vô sĩ đây? Ta dám thề, nếu như ta làm ra loại chuyện này, ta đó là cậu, là xúc sinh. Khóe mắt của hắn nhảy nhảy, thầm nghĩ. Sau khi độc chết hết người phương gia các ngươi, lão tử ở mộ phần các ngươi học phải tính chó sủa, cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Tuy nhiên, nói gì thì nói, thiếu bảo và công tử bột, ngay cả thề độc cũng không dám, lão tử vẫn là bị thiệt rồi. Được rồi, hai người các ngươi đều nói ít đi một câu nào. Diệp Húc vội vàng làm người giảng hòa, hắn cười nói. Có lẽ chúng ta nên nhanh chóng xuất phát thôi, miễn cho toàn bộ bảo tàng trong Ưng Sầu Gián đều bị người Tông gia cướp đi kìa. Phương Thần và Chu Thế Văn đồng thời hừ lại một tiếng, nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt bất thiện mà thầm nghĩ. Vừa rồi, người hái nhiều nhất, giờ còn giả bộ làm người tốt sao? Tông Khai Dương chết rồi, không hề lưu lại bảo vật nào, chỉ có một thanh vũ binh hình chữ vạn kia. Loại vũ binh này thuộc binh khí kỳ môn, chỉ có tu luyện vũ pháp tương ứng mới có thể thao túng. Với Diệp Húc mà nói, công dụng không lớn. Phương Thần cũng chứng mắt loại vũ binh này, tuy nhiên giá trị của nó tuyệt đối không thấp, đủ để đổi lấy một môn tâm pháp hoặc vũ pháp từ trong vũ khố. Chu Thế Văn thu lấy vũ binh của Tông Khai Dương, cẩn thận bôi một tầng dịch quả lên trên lưỡi đao, hắn cười nói. Lão tử còn chưa có binh khí, kiện vũ binh này về ta, nếu như còn thu hoạch gì khác nữa, ta tuyển ít đi một chút là được. Chu huynh phải cẩn thận một chút, loại vũ binh này rất khó khống chế kìa, ngàn vạn lần đừng tự cắt tay mình đấy. Chu Thế Văn cười lạnh lên tiếng. Ấy da, lão tử đích xác cần phải cẩn thận hơn, nếu là thao khống không được, khó tránh khỏi sẽ cắt phải cái mông trắng kia của Phương huynh. Hai người bọn họ ở chung một chỗ, không phải là đấu võ mồm cũng là động thủ. Diệp Húc tập mãi cũng thành quen, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này
đội ngũ khai hoang của Tông gia đã xâm nhập vào Ưng Sầu Giản gần 10 dặm rồi, vẫn không gặp bất kỳ một con tinh quái nào, thậm chí cả yêu thú cũng ít thấy, trong lòng buồn bực vạn phần. Lúc này, đội ngũ khai hoang của Tông gia đã xâm nhập vào Ưng Sầu Giản gần 10 dặm, vẫn không gặp bất kỳ một con tinh quái nào, thậm chí cả yêu thú cũng ít thấy, trong lòng buồn bực vạn phần. Một vũ sĩ Tông gia cười nói: "Tổng quán, Ưng Sầu Giản này cũng chẳng phải loại hiểm địa gì, ngoại trừ độc đằng của hoa đào trứng ra có chút hung hiểm, những thứ khác ta thấy cũng bình thường." Lại có một người nghi hoặc lên tiếng: "Khai Dương và Đức Minh bọn họ sao còn chưa về vậy? Ba cái tên tiểu tử kia khó giải quyết như thế hay sao?" Tông Khai Nguyên mỉm cười nói: "Cũng chưa đến mức khó giải quyết, hơn phần nữa là Khai Dương tính toán dùng ba tên tiểu tử kia tôi luyện đám người Đức Minh rồi, bởi vậy vẫn còn bị bám trụ. Ưng Sầu Giản nếu được xưng là hiểm địa, khẳng định có chỗ nguy hiểm của nó riêng, mọi người không thể xem thường được." Đang nói, Ưng Sầu Giản trở nên chật hẹp lại, hai bên bờ sông dưới đáy khe loạn thạch san sát, sinh trưởng một ít bụi cây không biết tên cùng nấm to màu tím. Những bụi cây này rất thấp, mà nấm ngược lại to đến thần kỳ, cao ước chừng một người, giống như một đám ô màu tím, đẹp đẽ khác thường vậy. Những cây nấm màu tím này vây chặt lại thành đoàn, trên tán sắc màu rực rỡ, che đầy những lỗ nhỏ, thường thường phát ra tiếng pang pang, phun ra bên ngoài bào tử rất nhỏ. Ở trên dòng suối hình thành một mảnh chứng khí màu tím, so với hoa đào trướng có điểm bất đồng. "Mọi người cẩn thận, thứ này hẳn là thi độc ban cô, độc tính rất mạnh, chỉ cần không động vào ban cô sẽ không sao cả." Tông Khai Nguyên trầm giọng lên tiếng: "Loại thi độc ban cô này thường mọc trên thi thể, dưới mỗi một cây nấm cho một cỗ thi thể ủ lên thi độc kìa." Mọi người phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy thi độc ban cô nơi đây thành đàn thành phiến, ước chừng có 700-800 gốc, trong lòng không khỏi hoảng sợ vạn phần. Nếu như Tông Khai Nguyên nói không sai, nơi này mai táng ước chừng 700-800 cỗ thi thể đi. Mọi người phát lạnh trong lòng, trong đó một gã vũ sĩ Tông gia run giọng hỏi: Tổng quán, kẻ nào ở nơi này giết 700-800 người vậy? Quá là khủng bố rồi." Ba người Diệp Phúc đuổi theo bước chân của đám vũ sĩ Tông gia, cũng không có tới gần mà chỉ đứng nhìn từ xa, chăm chú theo dõi động tĩnh của vũ sĩ Tông gia. Chỉ thấy phía trước mọc lên một mảnh cây nấm màu tím, cao tầm người, dường như một tấm ô lớn, đẹp đẽ dị thường, xuất hiện ở giữa Ưng Sầu Giản, ngăn trở đường đi. 3-5 cây nấm vây thành một đoàn, kéo dài gần dặm, trên tán đầy những lỗ nhỏ, truyền đến tiếng lốp bốp, phun những bào tử rất nhỏ ra bên ngoài, hình thành một dòng khí màu tím trên rừng nấm kia. "Những thứ trong Ưng Sầu Giản thật sự là cổ quái, ngay đám nấm này cũng to đến như vậy, khẳng định ăn rất ngon, tùy tiện hái một cây mang về nhà cũng có thể ăn được đến vài ngày kìa." Chu Thi Văn cười nói. Phương Thần híp mắt lại, cẩn thận đánh giá, hắn nghi hoặc nói: "Đó như thế là thi độc ban cô, loại nấm này ta từng nghe nói qua, nghe đâu là độc khuẩn sinh trưởng từ trong thi thể, dưới mỗi một gốc nấm là một cỗ thi thể. Tuy nhiên, loại thi độc ban cô này khác xa so với loại ta thấy trong sách, chẳng lẽ là biến chủng hay sao? Chủ huynh nếu như muốn ăn thì có thể thử xem kìa." Chu Thế Văn dùng mình một cái, vội vàng bỏ đi ý niệm hái nấm trong đầu. Diệp Húc cười nói: "Trước để người Tông gia dò đường xem có nguy hiểm gì hay không, sau đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến." Ba người lúc này đứng trên một sườn núi cao cao, nhìn từ xa xa. Tông Khai Nguyên nhận định đây là thi độc ban cô, lập tức dẫn trước một bước đi vào trong rừng lấm, hít một hơi thật dài, chỉ cảm thấy một luồng hương khí xông vào mũi, hắn thoáng vận chuyển nguyên khí, chỉ cảm thấy thông suốt, không trở ngại, lên tiếng: "Đám chứng khí này không độc, mọi người theo kịp ta, tất cả phải cẩn thận." Chúng vũ sĩ Tông gia yên tâm, một trước một sau đi vào rừng lấm, đi hướng chỗ sâu trong Ưng Sầu Giản. "Đức Kiệt, cổ ngươi giống như thôn trước vậy, xem ra dọc đường đi ngươi lại ăn vụng không ít thứ tốt rồi." Một vũ sĩ trẻ tuổi trêu ghẹo, gã mập đi phía trước, hắn cười nói. Tông Đức Kiệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười lạnh: "Phụ bật, cổ của ngươi so với ta còn thô hơn, chúng ta đại ca không cười nhị ca cũng thế thôi." Người trẻ tuổi kia nghe mà không hiểu ra sao, hắn cười nói: "Cổ ta sao có thể thô giống như vậy được, buồn cười." Vài vũ sĩ Tông gia bên cạnh vội vàng dừng chân lại, nhìn về phía cổ hắn, sắc mặt kỳ quái. Cổ của hắn quả nhiên so với vừa rồi lại thô thêm một vòng. Tông phụ bật cũng cảm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng hỏi: "Các người nhìn cái gì vậy, cổ ta làm sao vậy?" Đang lúc nói, cổ hắn đã to bằng đầu, hơn nữa còn không ngừng biến thô, trở nên vừa phồng vừa căng, mạch máu xanh đen đều hiện ra hết, lộ ra vẻ khủng bố vạn phần. Sao lại thế này, cổ của ta cũng thô ư? Còn có ngươi cũng vậy kìa. Chẳng lẽ chúng ta trúng độc rồi sao? Không phải tổng quản có nói chỉ cần không động vào thi độc ban cô thì sẽ không trúng độc hay sao? Không tốt rồi, khẳng định là trong chứng khí màu tím này có độc rồi. Chúng vũ sĩ Tông gia loạn làm một đoàn, không chỉ có cổ Tông Đức Kiệt, Tông Phụ Bật xuất hiện dị trạng,
Cổ những người khác cũng đã điên cuồng biến thô, dường như có một bàn tay vô hình kẹp chặt đít hầu của bọn họ, ra sức thổi khí vào vậy. Thậm chí ngay cả cổ Tông Khanh Nguyên cũng giống như bị thổi khí phồng lên, khó có thể hô hấp. Trong bào tử nấm phun ra có độc sao? Tông Khanh Nguyên trong lòng cả kinh, lấy ra một quả đan dược màu trắng, vừa định nuốt vào thì lập tức dừng lại, đưa đan dược cho một thanh niên tuổi tầm 20 bên cạnh, dịu dàng lên tiếng nói: "Đức Dương, đây là tị độc đan, có thể giải bách độc, còn mau ăn đi." Thanh niên kia là con trai duy nhất của hắn, tên là Tông Đức Dương, cổ cũng trở nên vừa thô vừa trướng, nghe nói vậy: "Cha, còn người thì sao?" Tông Khanh Nguyên ngạo nghễ cười: "Chút độc đó thì làm gì được cha đấy." Tông Đức Dương yên tâm nuốt tị độc đan vào. Tông Khanh Nguyên thấy con hắn ăn tị độc đan rồi, thoáng yên tâm. Viên đan dược này là gia chủ Tông gia ban tặng, cực kỳ quý báu, chỉ có một quả. Chỉ cần ăn vào, bất luận loại độc tố nào đều bị bài xuất ra ngoài cơ thể, có thể nói là bách độc bất xâm. Chỉ trong chốc lát, cổ của rất nhiều vũ sĩ Tông gia đều đã thô to đến mức không thể nói ra được lời, mặt đỏ bừng lên. Nhất là Tông Phụ Bật, cổ hắn vừa thô lại trướng. Hắn đưa hai tay bóp chặt cổ mình, từ trong yết hầu phát ra những tiếng hí giống như thú. Chỉ thấy cổ của hắn vẫn như phồng thêm, càng lúc càng lớn, dường như trong yết hầu có một cây nấm thật lớn sinh sống trong đó vậy. Đột nhiên bịch một tiếng, đầu của Tông Phụ Bật từ trên cổ rơi xuống, chỗ vốn là cái đầu mọc ra một cái tán nấm màu tím. Tiếp theo, một cái rễ to tầm ngón tay nhanh chóng đâm ra từ trong cơ thể của hắn, chui vào trong đất. Lại nghe vài tiếng pang pang, quần áo của hắn căng nứt ra, máu thịt toàn thân bị gốc nấm kia hút sạch, chỉ còn lại một cái túi da người ở bên ngoài cây nấm, quỷ dị đến không nói lên lời. Một vũ sĩ bồi nguyên ngũ phẩm chỉ trong nháy mắt bị một cây nấm sinh trưởng trong cơ thể làm cho rơi đầu, thân thể biến thành một cốc nấm. Trường hợp này mặc dù Tông Khanh Nguyên chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe đến, trong lòng ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Bịch bịch bịch, lại thêm vài cái đầu của vài vũ sĩ Tông gia bị ngạnh sinh từ trên cổ rơi xuống. Cây nấm mọc dễ nảy mầm, hút sạch máu thịt bọn họ. Thậm chí có người đầu không rơi xuống mà bị bày trên tán nấm, đôi mắt trừng to trông vô cùng khủng bố. Từ xa, Diệp Phúc chứng kiến đầu của đám vũ sĩ Tông gia từng cái nổ tung ra, từ trong thân thể mọc lên một gốc khuẩn màu tím. Lại tình cảnh này cực kỳ đẫm máu, dù là hắn cũng không nhịn được khiếp sợ. Quả nhiên là biến chủng của thi độc ban cô, chẳng lẽ đó là nhân đầu khuẩn trong truyền thuyết thì sao? Phương Thần lẩm bẩm: "Nhân đầu khuẩn cô thật sự là hiếm thấy, không ngờ nơi đây lại sinh trưởng một mảng lớn như vậy. Loại khuẩn cô bào tử này không có độc tố, sức sống lại mạnh đến đáng sợ, chỉ cần bị hít vào trong yết hầu thôi sẽ dính lên trên mặt, mọc dễ nảy mầm, nhanh chóng hút dinh dưỡng từ trong cơ thể của người, sau đó cái tán vung lên làm cổ nổ tung ra kìa." "Hey, đáng tiếc, lũ người này vốn là chất dinh dưỡng của ta, không ngờ bị đám nhân đầu khuẩn cô này ăn hết rồi, thật sự làm cho người ta tiếc nuối mà." Ngôn hành cử chỉ của hắn càng ngày càng giống với một tên ma đạo, người thường không thể hiểu được. Diệp Húc mặc kệ hắn lâm vào trầm tư, đột nhiên cười nói: "Tông gia vũ sĩ toàn quân bị diệt cũng tốt thôi, không có bọn chúng ngăn cản, chúng ta ngược lại có thể bình yên mà đi qua." Chu Thế Văn ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười nói: "Đúng là như thế, chúng ta chỉ cần tế ra ngọc lâu, mở lồng nguyên khí ra liền sẽ không ít phải mầm nhân đầu khuẩn cô này. Đi qua cánh rừng nấm là chuyện đơn giản. Cánh rừng nấm này chỉ sợ đã giết chết không ít vũ sĩ rồi, đồ của bọn họ rơi xuống chắc hẳn cũng không ít đâu. Lần này chúng ta được lợi to rồi." Một đám vũ sĩ Tông gia nổ tung mà chết, thậm chí ngay cả con trai Tông Khanh Nguyên là Tông Đức Dương cũng biến thành một cây nấm màu tím lớn. Tị độc đan đúng là có thể giải độc, nhưng bà tử nhân đầu khuẩn căn bản không phải độc tố, đương nhiên không có độc để giải, cho nên ngay cả hắn cũng không tránh khỏi số mệnh bị khuẩn cô bạo cổ mà chết. "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Tổng quản Tông gia Khanh Nguyên tận mắt nhìn con trai mình biến thành một cốc nấm, bộ dáng điên cuồng. Giờ phút này chỉ còn lại một mình y chưa chết, cũng là dùng nguyên khí hùng hậu chấn áp khuẩn cô trong huyết hầu. Tuy nhiên khuẩn cô đó vẫn không ngừng sinh trưởng, nguyên khí của y bắt đầu có xu thế không chấn áp được. "Đúng rồi, đây căn bản không phải độc." Y đột nhiên nghĩ đến điểm quan trọng, lập tức vận chuyển nguyên khí lao nhanh quanh thân. Nguyên khí của y đã có dấu hiệu luyện giải vi chân hóa thành chân nguyên, đem chân nguyên thiêu đốt, quanh thân lập tức toát ra ngọn lửa hừng hực. Đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà là chân hỏa do chân nguyên hóa thành, két một tiếng liền đốt khuẩn cô trong yết hầu thành cho tàn. Tông Khanh Nguyên lảo đảo chạy về phía trước, lao ra khỏi rừng nấm. Tên vũ sĩ Tông gia chạy đi kia là một cao thủ rất giỏi. Diệp Phúc cũng chú ý tới Tông Khanh Nguyên, dùng mình trong lòng lên tiếng nói: "Nguyên khí của hắn hóa thành chân hóa, chỉ sợ một thân tu vi đã đạt tới đỉnh dung nguyên kiểu phẩm rồi, thậm chí có khả năng đã bước vào tam chân cảnh chân nguyên kỳ rồi."
Chu Thế Văn và Phương Thần, hai người cũng sắc mặt ngưng trọng. Nếu như bọn họ xuyên qua rừng đấm kia, tất sẽ gặp phải Tông Khai Nguyên, khó tránh khỏi nảy sinh xung đột. Thiếu Bảo, chúng ta vẫn vào rừng đấm kia sao? Chu Thế Văn hỏi. Trong vô tình, hắn cùng với Phương Thần đã coi Diệp Phúc như là chủ đoàn, say đâu đánh đó. Ngay cả chính bọn họ cũng không chú ý tới hiện tượng này. Diệp Phúc cười ha hả nói. Cầu phú quý trong hiểm nguy, chúng ta đương nhiên phải đi vào rồi. Có một vị đại cao thủ như vậy dò đường cho chúng ta. Cái loại chuyện tốt này tìm được ở nơi nào đấy? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.